Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay thì Gốm Nhật Toki lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị các sản phẩm gốm sứ Nhật Bản sưu tầm và giao lưu với cả nhà luôn. Thì trước mặt anh chị đây là tổng cộng là 5 set trà trái cây và hoa hàng của anh Lần nhá cả nhà. Thì giới thiệu cho cả nhà, đây những cái set trà này rất là xinh, viền vàng này, rồi hoa trái cây này, có quả dâu, có cherry này, cực kỳ xinh luôn, viền vàng nhá phía bên trong đây. Còn phía bên dưới thì chúng ta sẽ có đó chính là triện ký, đây. Royal King Tân, Royal King Tân và có thêm là Bon Chinese và Made in England nhé cả nhà. Đó, để em lấy nét lại. Rồi. Bon China thì một số anh chị mà chơi rành rồi thì không nói, nhưng mà anh chị chưa chơi thì cứ nghĩ là ồ vậy là sứ của Trung Quốc à, nhưng thực ra không phải nhá. Chữ Bon này dịch ra là xương này, còn chữ China này dịch ra là sứ nhá. Vậy đây là sứ xương của England ở phía bên dưới nhá cả nhà. Đây là set Royal King Tân, set trái cây rất là xinh luôn. Đây em sẽ đưa thêm cái hoa văn họa tiết, một số hoa văn họa tiết khác nữa nhá. Năm set thì đều khác nhau. Đây, cái này là dâu và hoa mẫu đơn này, cũng rất là xinh luôn, giới thiệu với cả nhà mình nhá. Rất là đẹp. Rồi bên trong bên ngoài này. Ôi set này thì rất là mới và đẹp luôn cả nhà ơi. Thật sự anh chị mà uống một set trà, set cà phê trên cái set tách như thế này thì rất là xinh nha cả nhà. Rồi, thôi thì em xin để lại vị trí trung tâm và báo giá cho cả nhà luôn nha. Yêu thương thôi. Với mã sản phẩm 5 set trà của anh, mã là E60 nha. Em giao lưu là 5.000k. Rồi, mã của anh E60 5.000k. Em xin phép được đưa sản phẩm này ra để tiếp tục giao lưu cho anh chị mình. Mã tiếp theo là mã 61 nha cả nhà. Rồi, để em đưa mã sản phẩm này xuống đã, để cho rộng chỗ ra hơn để có thể tiếp tục giao lưu với cả nhà nha. Rồi, 61 thì giới thiệu cho cả nhà mình một cặp ly. Đó chính là cặp ly Kutani nha. Cặp ly Kutani, một đôi chim uyên ương rất là đẹp luôn. Thì đây, để vào trung tâm rồi sẽ giới thiệu cho cả nhà mình. Đây là một cặp ly rượu vang hoặc là rượu khai vị nhá cả nhà. Ở trên đây thì hoa văn họa tiết đều được vẽ tay hoàn toàn. Với hoa họa tiết đó chính là một cặp chim uyên ương nha, thể hiện sự chung thủy và tình yêu. Còn bên này thì có những chú chim và những cái bông hoa nữa, được vẽ tay toàn bộ nha cả nhà. Và đặc biệt đây là chân vàng, bên dưới chân thì sẽ có kèm chữ triện ký, đó chính là chữ Kutani luôn nha. Triện ký Kutani cho cả nhà mình. Đây là những cái set ly rất là giá trị mà Gốm Nhật Toki sưu tầm được. Đây, đôi uyên ương ở trên này nữa cũng được vẽ tay và vẽ nổi hoàn toàn nha cả nhà. Rất là xinh, là cái đường diềm phía bên dưới cũng rất là đẹp luôn này. Từng chi tiết của chiếc ly này thể hiện sự sang trọng nha. Rồi cái chân vàng nó cũng rất là đẹp. Thôi thì để lại vị trí trung tâm này và giới thiệu cho cả nhà mình. Em cũng sẽ giao lưu cho cả nhà mình với mã sản phẩm tiếp theo, đó chính là E61 nhá. Cặp ly Kutani hàng siêu đẹp, 3200 dùm em nha. Kutani. Rồi mã 61 em xin phép được đưa xuống và tiếp tục giới thiệu mã E62. Đây, E62 thì giới thiệu cho cả nhà mình tiếp tục, đó chính là một cặp mà ly nha, một cặp ly chân dài miên man luôn. Cặp ly chân dài này thì cũng sẽ giới thiệu kèm một chiếc dĩa cùng họa tiết hoa văn nữa, để đủ cho anh chị mình chơi sưu tầm nha. Đây là em gọi là ly này là ly cũng là những chú chim này, là ngũ sắc nha, cực kỳ đẹp. Hoa văn họa tiết thì ở trên đây có chú chim, rồi có những cái viền vàng này. Cả nhà cùng em chiêm ngưỡng nha. Đây, cái cũng là ly chân dài miên man luôn cả nhà ơi. Đó, bên này nữa này, rất là xinh. Cặp ly chân dài miên man này cũng là ly rượu vang để anh chị khai vị nhá. Thì sẽ có mã đó chính là E62 nhá, 2200 dùm em nhá, E62. Rồi tiếp tục đến với sản phẩm tiếp theo, đó chính là chiếc dĩa này nhá. Đây là một chiếc dĩa có số cạnh lên tới đó chính là 8 cạnh nhỉ, 8 cạnh này. Số cạnh lên tới là 8 cạnh. Còn đường kính của chiếc dĩa này thì sẽ lên tới đó chính là 30 phân nha, 30,5cm cho chiếc dĩa này, rất là đẹp. Anh chị có thể để trưng bày hoặc là để nằm như thế này để trưng bày trái cây hoa quả lên trên bàn nha. Hoặc là để đứng thì để trưng ở trên kệ, trên tủ nha. Rất là sang trọng. Trên đây cũng hoa văn họa tiết là những chú chim, những cái đường nét vàng rất là đẹp. Ở phía mặt đằng sau cũng có hoa văn họa tiết. Và cuối cùng là triện ký vàng nha cả nhà. Một chiếc dĩa có này, một chôn, hai chôn này, có hai chôn này, 8 cạnh, rất là đẹp. Thôi để em để lại vị trí trung tâm và giao lưu với cả nhà mình với mã đó chính là mã E63 nha, 2800 dùm em. Diễn này thì
có thể là anh chị mà đã từng chơi sưu tầm em thì cũng đã từng được nghe em giới thiệu rồi nha cả nhà. Rồi 63. Tiếp theo chắc là mã 64 luôn với cả nhà. Mã 64 đó chính là một bộ trà tay cầm ngang nha, với một ấm và năm chung trà. Năm chung này thì rất là đẹp. Anh chị mình có thể tiếp khách này, giao lưu bạn bè tại nhà nha. Đây. Trước tiên nói về phần ấm. Đây là chiếc ấm tay cầm ngang hoa văn họa tiết cũng rất là đẹp, với những cái nét vẽ màu đỏ xen lẫn màu xanh trên cái nền đen của chiếc ấm nha. Chuyện ký bên dưới là chuyện ký đỏ này cả nhà. Bên trong thì có đầy đủ là lọc tổ ong luôn cho cả nhà mình nha. Đây là chiếc ấm. Còn về chiếc chung thì chúng ta sẽ có tổng cộng 5 chung. Bên trong là lòng màu đỏ này, viền này. Rồi bên ngoài cũng hoa văn họa tiết tương tự như chiếc ấm. Và cuối cùng ở phía bên dưới đó chính là chuyện ký đỏ nha cả nhà. Thì bộ ấm trà Nhật Bản tay cầm ngang này thì sẽ giao lưu cho cả nhà mã đó chính là E64 nha, 2200 dùm em nha, E64. Rồi tiếp tục em đưa bộ này xuống và sẽ tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình mã tiếp theo ngay, đó chính là mã 65 nha. Mã 65 thì đây một bộ ấm chén nữa. Ở mã sản phẩm này thì hôm trước cũng có cơ hội giới thiệu cho cả nhà rồi, nhưng mà anh chị nào có dặn em thì vui lòng liên hệ lại nhá. Đây, tại vì bộ này thì hôm nay cũng có cơ hội tình cờ là em lại sưu tầm tiếp được một bộ nữa, để cho anh chị nào mà đam mê cái dòng này mà chưa sưu tầm được thì hôm nay có cơ hội tiếp tục giao lưu với em nha. Đây, bộ ấm chén này cũng có một ấm năm chung, phần quay là vàng này, chuyện ký vàng nha. Đây là bộ Imari Gold nha cả nhà. Đây, hoa văn họa tiết ở trên đây thì có cây trúc, cây cúc này. Đó, trúc cúc. Bên trong là cũng có phong cảnh đấy nha cả nhà. Đây, bên trong của chiếc ly là có vẽ hoa văn phong cảnh bên ngoài viền ly cũng như là phía xung quanh. Và cuối cùng bên dưới chuyện ký đó chính là chuyện ký Imari Gold nha, chuyện ký vàng nha cả nhà. Năm chiếc ly thì giống nhau. Và ngoài ra tiếp tục đây là chiếc ấm nha, phần quay vàng này. Rồi xung quanh họa tiết thì có cây tùng cúc gì này, tùng trúc mà, cây trúc nha. Rồi bên trong đầy đủ luôn lược tổ ong nha cả nhà. Cái này em xin phép nói sơ qua thôi bởi vì anh chị cũng đã giao lưu qua với em rồi. Đây, một chiếc nắp cũng rất là đẹp ở phía trên và xung quanh nha. Chuyện ký thì chúng ta sẽ có ở phía bên dưới của chiếc ấm này nha cả nhà. Thì mã này là mã 65 dùm em. Mã E65 nha. 3800K dùm em nha. 3800K mã E65. Tiếp tục sẽ đến với cả nhà ngay, đó chính là mã E66 rồi. Để em đưa bộ này xuống đã, rồi giao lưu với cả nhà là mã tiếp theo nha. Đây, E66 là một cặp dĩa trưng bày rất là đẹp luôn nha. Để giới thiệu cho cả nhà, một cặp dĩa vẽ tay vẽ vàng này, ấn tượng luôn, phong cảnh sơn thủy nha. Đây, cả nhà chiêm ngưỡng thấy những cái nét vẽ ở đây không? Những cái khung cảnh ở trong đây là có bốn cảnh này, rất là xinh. Rồi hoa văn họa tiết ở trên này nữa nha, rất là đẹp, vẽ từng nét nét một luôn. Rồi viền vàng nha. Ở phía mặt đằng sau thì chúng ta cũng có hoa văn, có chuyện ký của tác giả và có hai lỗ để treo dĩa nha. Anh chị có thể để trưng trên chân hoặc treo cũng được, nếu treo lên trên tường hoặc trên kệ thì đẹp. Rồi chiếc dĩa này cũng tương tự như vậy, với những cái nét vẽ rất là đẹp, phần viền vàng, phong cảnh ở chính giữa nha, sơn thủy. Xung quanh thì vẽ những chiếc lá đây, chuyện ký và lỗ treo dĩa nha. Một cặp dĩa rất là xinh để cho anh chị nào sưu tầm nhá. Cặp này thì em xin phép được giao lưu nguyên cặp nhá. Đường kính của chiếc dĩa này thì lên tới là 21,5 nha. Hai dĩa đều kích thước bằng nhau hết, 21,5. Cặp này thì em thực sự chia sẻ và giao lưu cho cả nhà mình. Anh chị nào có cơ hội sưu tầm được cặp này thì rất là giá trị. Với mã là E66 nhá. Em chỉ giao lưu là 2500 thôi. E66 giùm em. Rồi, em xin phép đưa này xuống và sẽ tiếp tục này. Em sẽ giao lưu tiếp sản phẩm tiếp theo, đó chính là một chiếc chóe nha. Một chiếc chóe rất đặc biệt, hoa văn họa tiết thì được vẽ tay hoàn toàn, có nắp đậy nha. Phần đế thì đi liền với phần thân. Em cũng xin đo chiều cao trước tiên. Chiều cao là 25cm nha. Đo chiều cao trước tiên này. Đây là phần nắp của chiếc chóe này, với những cái nét ở đây được người nghệ nhân vẽ tay toàn bộ luôn cả nhà, từng chi tiết một nhỏ xíu 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 nha. Những chiếc lá ở đây rất là đẹp này cả nhà, rất là xinh. Đây là bên trong lòng. Còn đây là chiếc thân nha. Chiếc thân chúng ta sẽ có một đôi chim công này. Trời ơi, những cái nét này, những cái lá này là người ta vẽ từng nét một nha, vẽ màu rất là tỉ mỉ công phu. Rồi đây, một đôi chim nha cả nhà. Đây, phía bên dưới thì có chuyện ký này cả nhà. Thì cũng chia sẻ với cả nhà này, chiếc bình này sẽ có một lỗi tí xíu nhỏ nhỏ ngay phần miệng nha, bằng cái móng tay thôi. Chung là không ảnh hưởng, nếu như anh chị đậy nắp vào như thế này á, thì cũng rất là đẹp. Và để giao lưu
đã trưng bày sưu tầm cực kỳ xinh nha. Thì ở mã này á, em cũng sẽ giao lưu rất là tốt cho anh chị mình với mã là E67 nha. E67 4500 dùm em nha. Một chiếc chóe rất là xinh. E67. Mã tiếp theo sẽ giới thiệu với cả nhà mình một chiếc hồ lô. Mã này là mã E68 nha. Với đây là hồ lô tên gọi là Mokubei nha, hút lộc tụ tài này. Cái miệng rất là nhỏ luôn, đút ngón tay vô không có lọt này cả nhà. Hoa văn họa tiết thì đều được vẽ tay hết. Thì em cũng xin được đo cái chiều cao để cho cả nhà dễ hình dung nha. Chiều cao của hồ lô này là 30 cm. Với hoa văn họa tiết thì em cũng sẽ đưa cận cảnh luôn. Anh chị thấy cái dáng hồ lô rất là độc không? Cái bụng thì to, cái miệng thì, cái cổ này thì nhỏ này, mà hơi phình ra nha. Trên đây thì vẽ các hoa văn họa tiết nha, theo kiểu truyền thống của Nhật Bản, với những chú tiểu và những cái nét vẽ thuộc dòng gốm, đó dòng gốm Kutani Mokubei nha. Vẽ trên nền đỏ men nổi. Chuyện ký bên dưới là chuyện ký Kutani có đóng khung nha, Kutani đỏ nha. Đây, phía trên viền trên là viền sô-cô-la. Thôi để đây để tiếp tục giao lưu với cả nhà mình nha. Đây, một chiếc hồ lô đặc biệt. Mã là 68 nha. Ở đây em giao lưu là 4500 này, 68 4500 nha. Rồi, ok. Rất là đẹp. Đây, chia sẻ với cả nhà mình luôn, chiếc bình này em có một điều đặc biệt muốn chia sẻ với cả nhà. Đây là chiếc bình Mokubei nhưng mà là cốt sứ nhá. Cốt sứ rất là đặc biệt và hiếm thấy này cả nhà. Những cái dòng Kutani mà cốt sứ thì rất là hiếm thấy. Mã 68 giùm em nha. Rồi, thôi chúng ta đi đến một nhân vật trung tâm ngay bây giờ đây. Trung tâm mà nãy giờ anh chị có thể là đang chờ đợi ở đây. Một chiếc dĩa nhá, một chiếc dĩa trưng bày size lớn rất là đẹp, vẽ phong cảnh sơn thủy, có một đôi tùng nữa nha cả nhà. Với chiều đường kính của chiếc dĩa này sẽ lên tới là 39,5 cm. Phần viền vàng, phần trong lòng là vẽ gấm, ở phía trong là vẽ một cây tùng và vẽ một ngôi nhà nha, cực kỳ đẹp. Đây, cả nhà cùng chiêm ngưỡng chiếc dĩa này với những cái nét em muốn đưa cận cảnh cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nha. Vàng sáng bóng rất là đẹp này, rồi cây tùng này. Ở bên dưới này người ta sẽ viết ba chữ lên trên đây nữa, có thể là một quà tặng nha cả nhà. Đó, đây là mặt trước của chiếc dĩa, còn giờ đây giới thiệu luôn mặt sau cho cả nhà. Mặt sau này thì rất là đẹp khi mà có sự hiện diện của tổng cộng đó chính là 6 con hạc nhá. Đây, 6 con hạc được hiện diện ở phía đằng sau. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có truyện ký này á, là truyện ký Kutani này cả nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 dấu chấm kê ở đây nha, 4 dấu chấm kê này. Và cuối cùng ở phía mép bên này chúng ta có một truyện ký chim ở góc này đấy nhá cả nhà. Đấy, một chiếc dĩa rất là giá trị, 5 chú hạc ở phía đằng sau. Đằng sau đẹp, đằng trước đẹp nha cả nhà. Viền vàng rất là xinh. Để em đặt lại vị trí trung tâm và giao lưu với cả nhà mình luôn. Chiếc dĩa này thì sẽ có mã đó là E69 nha. Rất là tốt cho anh chị mình có thể sở hữu 3500K dùm em nha, E69. Và chắc là một lần nữa thì Gốm Nhà Toki rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi nhá. Và anh chị có thể giao lưu với Gốm Nhà Toki qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 0901 112334 nha cả nhà. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Và một lần nữa thì Gốm Nhà Toki xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo của Gốm Nhà Toki.